Em có thể thấy rằng là cái việc mình được thầy dẫn đi như này thì là sẽ có thêm nhiều hiểu biết, cũng như là thực hành được những cái lý thuyết mà thấy rằng là nó rất là đúng. Khi đúng rồi thì chúng ta có thể tự tin để giúp cho những bản thân cũng như là những người khác về phong thủy. Qua đến Quảng Ngãi và Quảng Nam thì cũng do dịch bệnh thì cũng không ở lại Hội An cũng như là Đà Nẵng, thì đi qua đến chùa thì cũng như là thầy dẫn đi qua một khu phong mộ để làm được xin phần, thì đấy có thể là một cái khu mà sẽ giúp cho nhiều người hơn để có thể là cải tạo được cái vận mệnh của mình. Hôm qua thì nó là một cái cuộc hành trình mà mình đầu tiên mình đến Quảng Nam, Đà Nẵng. Ngay trong đêm thì đã đến Huế ngay, của hành trình làm khá nhiều thú vị, trải nghiệm về chùa Thiên Ấn, rồi về chùa Linh Tự, hay là đo đạc cái độ số của khảo sát cái bộ phần của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Đặc biệt thì thấy một điều rất là hay, những cái cách bố trí phong thủy của người xưa. Như mộ của cụ Huỳnh Thúc Kháng thì nói rằng phong thủy độ số thì nó đứng đến chính xác vô cùng 45 độ. Tất nhiên là về việc xưa đã làm đến bây giờ thì có một chút thay đổi, nhưng mà sự chênh lệch không nhiều, cái độ số rất là tốt. Đó là những cái ngôi chùa thì tất cả đều như là chùa Minh Ứng, thì có thể mong cái từ khi mình thấy rằng là có nhiều cái thông tin để trên Google, trên mạng, đặt khi mà đặt cái tượng Phật Bà Quan Âm đó, thì trong 20 năm, từ khoảng 20 năm thì cái mình thấy cái bên chỗ thì chỗ này cũng bán đảo Phi Trà không còn mưa bão, nó phải nói rằng là một điều gì đó rất là tuyệt vời.